Được, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhá. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến cái clip này thì chúng ta sẽ chơi thử với cái con đấm bốc xem sao mọi người. Cái con này thì bữa trước mình có chơi rồi nhưng mà hình như các bạn vẫn muốn thêm nữa hay sao ấy. Thì ok, hôm nay thì coi như bắn thử, gọi là đánh thử em này level 10 em sao ấy mọi người nhá. Ok, cân được Shelly khi mà Shelly còn rất là yếu anh em ạ. Cái con Shelly đấy thì thật sự phải nói là nó phế khi mà nó không có ulti anh em. Nói thật, nó phế khi mà nó không có ulti, còn mà nó mà có ulti rồi thì đố bố con nào đánh lại được nó anh em. Ok, bây giờ thì mình mới có khoảng 4 ngọc sức mạnh thôi, 9.000 máu, nhưng cũng gọi là nếu mà vào tầm gần đánh nhau mấy bố tầm gần là quạt quẹo luôn ấy. Đây đây, thằng quả điếu biết gì ấy. Xong luôn thằng bé, một tơn đấm của mình đủ nó chết luôn. Ok, ulti của thanh niên, ulti của con này thì có tác dụng là nhảy đập cho nó phát thì cứ trong vòng bao nhiêu giây thì nó lại tụt đi 400 máu mọi người. Nào thằng kia đâu, nào vào đây mà chơi này, ngại ngùng gì nhỉ, đằng nào mày chả phải chạy bo đúng không, khổ. Bây giờ còn 2.000 máu nữa còn chơi được nữa không, nào chạy lên đấy lại càng thông minh nữa này. Thôi anh thấy chú mình nên buông đấy. Ok, đấm chết luôn anh em. Chơi con này mình nói thật chỉ để chơi, để gọi là chơi để gọi là giết lấy mạng thì chơi thôi, chứ mà lấy top 1 thì... đấy các bạn thấy không, thằng kia nó bị chảy máu mà nó chết. Quả đấy thì mình bị cái gì đấy, mình bị đơ tay ra nên mình không có di chuyển được anh em ạ. Top 3 thôi nhưng mà giết được khá nhiều mạng. Các bạn thấy mình bị âm cúp nhiều không? Từ cái đợt mà càng lúc kiểu mình càng chơi lên cao ấy, chơi Elpimo không còn chơi được nữa mọi người. Thật sự thế, phải nói là rất lâu rồi mình mới chơi lại Elpimo. Còn đấm bốc này này. Ok nhá, cứ hòm mở. Từ từ, hình như thằng Bunap ca. Từ từ, nhanh. Tranh thủ farm thật nhanh. À từ từ, nó tỉnh áp ca rồi, từ từ. Đừng để đây làm bait, để đây làm bả đã, đợi nó bắn phát là mình vào hốt xác nó đi luôn. Còn cả thằng côn nữa. Rồi hốt. Mày bắn nhiều đấy. Thôi, côn qua đấy. Nó qua thật ạ. À. Lại chúa tôi, thanh niên qua quyết định qua thật ạ. À. Nó nghĩ nó mạnh lắm chắc ạ. Từ từ, thằng Bun. Chắc chắn là nó đứng ở rìa cỏ đợi mình rồi, kiểu này là nó đứng ở cái rìa cỏ ngay sát người mình này. Bởi vì nó sợ thằng Frank. So với tầm đánh thì nó thua con Frank rất là nhiều. Thằng Bun chắc chắn nó đứng tỉ trở sau này nó đợi bo vào rồi. Kiểu này không chóng một trời mình phải lên đánh nhau với nó trước. Biết đâu vớ vẩn để đánh thắng nó cũng nên. Bây giờ lao vào là lựa chọn, bây giờ mình nghĩ là tối ưu nhất của mình rồi. Chứ bây giờ chạy là không kịp nữa rồi này. Tôi cứ đợi thêm một chút đã. Vào đấy, biết ngay mà, mẹ thanh niên ở đây chứ ở đâu. Rồi đèn vãi mà thằng này kiểu gì ở đấy nó cứ, các bạn thấy không, úi rồi mẹ thanh niên chạy nhanh vãi. Rồi cứ mấy giây nó trừ 200 máu đấy. Thật sự thì sau đó mình chết rất là nhiều các bạn, thế cho nên là chúng ta mình xin phép là mình sẽ đổi sang con này nhé, bởi vì cái con đấy mình chơi chết nhiều dã man tàn bạo luôn ạ. Các bạn đừng hỏi chết bao nhiêu lần, nhưng mà chắc chắn là nó âm hết cu của mình rồi. Âm đến mức không thể cứu vãn nổi nữa. Thế nên mình đổi sang con này để cho clip nó dài thêm ạ. Không thì mình chết mất. Nào mẹ thanh niên, mày muốn chọc tao mày cứ thử. Tao không ngại đâu. Cầm con này thì mạnh bá đạo rồi, không phải hỏi rồi. Sát thủ chính hiệu luôn á. Team up clear ấy. Rồi. Vừa xong chúng mày, đứa nào vừa định đánh bố. Ý chọc ngoáy mô mình đây. Từ bực thật đấy ạ. Từ lên. Đừng cái mắt nha, đừng có cái mắt. Đậu xanh. Có cái mắt rồi. Có cái mắt phát là mình phải ném đao giết người ngay ạ. Từ thằng này chắc biết mình ở đây đó. Không biết thì lại tốt bụng quá. Ô đù. Thôi em. Đừng làm vậy á. Đừng làm vậy. Chỗ ngọc là của mình bạn ạ. Đừng làm cái điều gì mà sai trái về sau phải hối hận mà. Như mình này. Đi giữa đường thôi, sợ gì ai. Bảo đi giữa đường sợ gì ai vẫn ngồi bụi cỏ. À. Thanh niên này quá đen rồi này. Từ. Rồi mình bị nó phát hiện rồi. Đỏ đao với tao. Thì chú mày lại sai đấy. Đây, có cung này hồi máu này. Thôi. Có chịu ghê nhỉ. Từ mình ra ngoài phát đã, gần chết luôn rồi. Từ. Nào ngon thì đánh cây sương rồng đấy, ngon thì đánh đấy.
Đánh thử. Lại bị hư cấu. Thằng đấy mỗi tội nó là xoắn xít hết cả lên. Nó mà cứ đứng đấy nó đợi bo vào phát là mình tèo rồi. Thanh niên mình nhìn cái kiểu là biết xoắn hết cả lên. Xoắn chắc là lâu lắm chưa được ngửi mùi top 1 anh em ạ. Thanh niên đánh trông cấn hết cả lên ấy. Kiểu nó hóng giết mình, nó lấy top 1 ý. Từ từ, mình qua giết thằng này trước cũng được. Hello baby. Bấm vào game xong AFK. Đau thật chứ đấy. Chưa hiểu một số người vào game xong AFK để làm gì. Ok thôi, cho mình một mạng cũng được, mình cảm thấy thích điều đấy. Rồi, thằng này qua đây. Đi luôn. À, mẹ dưới này có ho, mẹ hèn gì. Đậu xanh cây xương rồng, đôi khi nó cứu mình, đôi khi nó bóp ré mình. Mày thử chọc tao. À, thế là cái con này không phải là cứ đến một thời gian nhất định thì nó hiện hình của mình, mà là mình tàng hình, mình đi vào gần nó thì nó khắc tự động bị hiện hình luôn anh em ạ. Kể ra con ném lửa của mình cũng thấy mạnh phết đấy chứ. Mẹ nó cũng làm phát 1000 máu một phát đánh kìa. Nhưng mà mỗi tội gặp bull hay mấy con trâu máu phát thì chạy thế mẹ luôn ạ. Đây, thanh niên này có vẻ vẫn đang phẩy lửa. Kia có thằng Mortis. Bình tĩnh nha. Sẽ vô vào đánh. Chắc là trong thời gian tới mình sẽ gọi là luyện tập cái con El Primo nhiều hơn con Dabok ấy, để mình review nó ở phiên bản level 10 nhé. Nhưng mà mình thấy con đấy chơi sinh tồn, bạn có ai dám đem con đấy chơi sinh tồn khi mà càng lúc về sau nó càng có nhiều con chiến binh mạnh như này không? Mình nói thật đấy, chẳng ai dám, bởi vì nó không có một tí nào kiểu dám, mà nó có cái gì như kiểu cái khiên nó đỡ cho, thì may ra lại có người dám chơi ạ. Chứ mà như thế này thì mẹ đi ra như chơi cái mặt ra thế thì. Nhất là các bạn phải biết là kể cả El Primo nó lên 10.000 máu nhá. Mà con mà gặp phải con Piper mà level cao phát nó vả cho hai cái bay luôn. Các bạn biết không, con Piper của mình đã chơi có trận mình vả phát đến 7.000 máu á. Ồ, chào mừng bé giàu danh rồi à. Thế chúc mừng bé nhé. Mẹ một phiếu lên thiên đàng là dành cho em. Ok, bây giờ đang 2 ngọc sức mạnh ạ. Cái con này phải farm thật nhanh ạ. Nó có lợi thế farm rất là nhanh anh em ạ. À, dưới này. Rồi, một thanh niên shotgun đang có ý định là farm hòm. Nào có ai vào cũng rồi bể đánh nhau sứt đầu chảy máu đây. Rồi chỗ hòm này của tao nhé. Rồi chúng mày đánh nhau đấy, tuyệt vời đấy. Rồi đúng rồi, đánh nhiều lên em, đánh nhiều nữa lên. Thằng kia nhá, tao chưa muốn sờ đến mày đâu đấy. Ok, mày đừng có để tao cáu. Ok, đây trên này còn một hòm nữa, nãy mình nhớ mà, hòm của mình. Ok, mà mình hỏi thật nhá, các bạn thích chơi chế độ sinh tồn, các bạn muốn xem clip mình chơi đơn hay là chơi đôi? Vì dạo này mình chơi đôi rất là nhiều, mình phải hỏi thật đấy. Cái này mình hỏi thật, các bạn thích mình chơi đôi hay chơi đơn? Chơi cái nào mình chơi được hết. Bởi vì dạo gần đây mình nhận thấy là mình hơi bị thích chơi đôi anh em ạ. Chơi đôi kiểu mình cầm Piper ấy, nó có người đi theo bảo kê cho. Chứ mà chơi đơn cầm Piper đấy mà chỉ có nước vỡ mồm trở lên ạ. Nhất là càng lúc càng lên mấy cái rank cao chúng nó né đạn né như thần luôn ạ. Piper bắn chắc tỷ phát, chả trúng được phát nào. Từ từ, thằng kia có nó có cái súng máy mà nó giữ kìa. Đấy, bảo mà giờ một phát súng máy nó làm 400 máu ạ. Bây giờ phải hủy được cái súng máy nó trước, không có thì vỡ mồm ạ. Mà nó bắn mà khó chịu quá, mẹ thằng kia nữa. Đã ngu thì chớ. Chả nhẽ bây giờ tao lại diệt mày trước ạ. Mà diệt nó trước thì mình chỉ có nước về top 2. Mình nói thật, mình muốn giữ cái thằng ném lửa kia, mình không muốn sờ nó rồi. Mẹ mày, nhưng mà mày gây chiến với tao, tao buộc lòng phải giết mày trước thôi. Óc chó này. Thôi bây giờ top 2 chắc chắn luôn. Bây giờ không nên để thằng này bắn trúng nữa. Vừa nói dứt câu xong, bây giờ cây xương rồng được đến bao giờ nữa. Thôi xong. Thôi, nó có súng máy biết ngay mà. Mà bố thằng ném lửa nó ngu vãi cả đấy. Thôi, đáng lý ra nếu mà để mình xuống mình diệt cái thằng súng máy trước thì có thể nó lấy top rồi nhá. Nhưng mà cái số là nó ham với hố, nó muốn giết mình trước anh em ạ. Nó làm như nó solo được thằng cuối cùng ấy. Thằng đấy nó cực kỳ yếu, nó chỉ có nước vào gần thì nó mới có nước nó đánh lại con Jesse thôi, còn không thì nó chỉ có chết trở lên. Mà mình đã có tâm, mình đã giữ nó lại để cuối cùng mình tay đôi với nó rồi mà không ăn thua ạ. Thôi quả đấy thì mình cũng xác định là giết nó xong là mình top 2 rồi, bởi vì thằng kia mình nhìn là mình biết đó. Nó có cái súng máy, là nó một khi nó có cái súng máy một phát là sư bố mày, mình muốn chết à con.
Điếu hiểu sao chúng nó đầu game nó thích đánh nhau nhỉ? Hay là thấy thấy có vài ngàn máu khinh thường. Khinh thường chủ tịch vài ngàn máu em. Thử khinh tao coi. Kinh. Thấy mới giỏi đấy. Rồi, từ từ. Cố. Áp. Rồi bây giờ chạy thục mạng. Trên này có thằng. Né. Né liền. Từ thằng Bun nó đều dám ra đâu. Cá luôn. Để bình tĩnh nhá. Bây giờ đi lên. Ở giữa này chúng nó farm sạch hòm rồi này. Từ từ. Trong này có người không ạ? Không có. Thế thằng Bun trong này. Đấy, đấy, thấy rồi đấy, thấy rồi đấy. Thanh niên biết lắm, biết là đang rình lắm. Vẫn cố. Vẫn rất cố. Không được đâu. Thôi, chú mày cố ném anh làm cái gì? Cái bọn mấy cái thằng này có chịu ghê ấy. À, trên này có thằng, thằng này đánh thế là mình biết trên này có thằng rồi. Đây. Tao lại ra cứu viện cho mày ghê ấy. Các bạn không nhìn thấy cái gì nhé. Clip mình dừng đây, các bạn nhấn like giúp mình. Mình cảm ơn.